Ai có vẻ vắng rồi chú nhỉ? Ai ngày Thanh Minh. À, Thanh Minh ở nhà chắc làm cố hết rồi. Thôi ra quay xem là có thể là tí nữa sẽ đông. Thấy mấy cây hay phết, kia có cây kim cúi cổ nào để kia rồi. Tắt đường này. Cây xanh lâu lắm mấy phiên rồi mới đi được các bạn. Giấy à, giấy tín. Hả? Giúp không? Quấn về ác ấy. Chú này mang cây nào? Đó, trồng hoa giấy rồi ra. Quảng cáo giấy tín à? Đây là không biết thân quấn hay là dễ quấn đây. Thân quấn hay là dễ quấn đây. Quá đôi khi thì không khoái. Thôi quá. Dưới đây. Cô à? Me này hay phết nhỉ. Yeah. Quá. Đúng, nhiều khi có mấy cái cây hay hay nhưng mà cũng thôi được để lôi thôi lắm các bạn. Để nó sạch sẽ cây chú có thể là thôi quá. Còn cây cây khác. À, ôi dồi, vết cắt này hảo ngon. Vết cắt này hảo ngon. Còn cây kiểu kiểu cái này thôi. Cái này của anh à? Cái này của anh khác, phải của anh 80 tuổi à? Chả biết bao tiền cái này. Em thích lượt cho cái mẹ nó được đây. Để lúc ấy thì cho con cháu anh em mình nó đi sẵn. Anh đi nhà. Bây giờ giải nhá, mình không làm à? Mới mình tạo cái môi thì bây giờ mình mới làm thà. Đúng rồi. Để này, để của con cháu ấy. Cây cây này có mùi cá khô ấy. Đúng không? Cây nào vào? Ở cây có mùi cá khô mấy quán nó bán cái mùi gì vậy? Mai đẹp phết đấy nhỉ? Thân nó bị trẻ kia.
đấy, bây giờ sang đấy còn một là cái cốt nay kiểu gì chả thấy chủ cây tiếc đâu, chạy đi đâu hết. Nay chắc là biết là tiên này và thần linh như thế nào gì hết ạ. Đạo mai vòng vách cây miền Bắc. Miền Bắc cứ bông bông quả quả này các bác. Miền Bắc là... nhìn các bác nhìn cái này nhé. Miền Bắc miền Nam. Đây là có hơi hướng miền Nam. Hơi hướng thôi chứ là miền Nam. Hơi hướng miền Nam nhưng người Bắc làm. Các bác. Miền Bắc thì chia theo kiểu ngũ phúc ấy. Hoặc là thất hiền. Thì tay tán cứ chia những cái đoạn này. Nhưng khi miền Nam là không chơi thì chơi từ thân lá cho đến răm là chơi tất. Mà nó nghệ thuật chứ không có, chứ mà nói nhiều nghiêm luật thì không có nhiều. Đấy là do cây kiểu quýt chủ không biết đâu. Chung cây kia cũng bình thường thôi. Qua là người ta làm khá lâu rồi. Thế là nó có răm rất đều. Đây là mai siêu thịt. Mai siêu thịt. Còn hai cái nhỉ? À, vừa sang tên đổi chủ đấy. Hay quá nhỉ? Về trong cái chậu nhỏ. Đúng rồi. Cho nó bé thôi. Cho nó đi hoàn đá con con. Chậu con đẹp thế nhỉ, mướt này đẹp, mướt nhỉ, rất là đẹp. Nó hỏi mua 700 hả? Mua hộp cây cái đẻ đấy, tỷ lệ rất chuẩn, 700 bạc các bác. Thân thì đẹp thôi nhưng mà các bác bây giờ mua là không có cái giá 700 đâu, nhiều triệu lắm, nhiều triệu. Nhiều khi vì mua cây cũng gặp may các bác. Đấy. Mình vừa xem cái có người đã có thể trả giá khác ngay. Mua đống mua mớ và lại chết. Toàn hàng chất lượng đấy. Đang đây. Form dáng tay chi là ngon rồi. Form dáng tay chi ngon rồi. Đó. Trời rất sướng, siêu bông. Làm cái vệ làng như anh.
đấy. Đây là một làng đẹp đấy. Hốt yeah. Hốt hốt cái cây chất lượng nhỉ. Yeah. Quê, con này phải cắt hết lá đi. Điền ra vấn đề. Quê. À, nhìn lá nó thế kia, quê chết. Con này nó quay. Nghi ly đẹp. Về cho cây khác. Đấy. Là Nam Điền nhỉ. Điền xin đi anh. Không phải Nam Điền. Khẳng định không phải Nam Điền. Quê. Quê thật, quê thật các bác. Nhưng mà lá đẹp, quê lá đẹp. Nói bé với tôi đánh nhau chết. Quê hay Điền mà đẹp cũng chơi hết. Đấy, ôi trời. Trang này đẹp đấy, đẹp khó bán lắm, đẹp chưa bán mấy tiền rồi. Bán đẹp á. Đấy, cây rút đi lá, xác định về chơi đi được bán rồi. Được 2 triệu thì bán. Đấy, bây giờ mà rút thì phải rút sạch luôn, để ở dưới đây không được. Mình muốn bán luôn thì để vậy. Rút đi, có khách là thích vẫn mua. Răm thì cho nó ngắn luôn lại. Để chơi. Hoa rực rỡ quá. Châu. Châu. Đấy, rút sạch. Đấy, rút sạch đi, làm lại răm đi, gọn cây. Được đấy. Đấy, trọng là đi gặp những cây, hốt luôn. Con như này lại đưa đi rất khó bán, to lại trở về rồi, rất khó bán, cứ to làm việc to. Mấy con củng cối ra mang Châu. Chủ cây chợ hôm nay La Phiên rất là buồn cười, bác chạy đi hết không cần bán hàng, chả biết giá cả nào. Luôn lại nhiều khán giả xem.